Dạ em Thắng Phạm xin chào các anh đang xem video ạ. Hôm nay em lên video này á, em sẽ giới thiệu với các anh xem những mẫu máy bắn bù lông xài pin nha các anh. Máy bắn bù lông xài pin, máy mở ốc xài bằng pin. Các anh xem và tham khảo những cái máy này có thấy có nhu cầu và giá cả được ok thì nhu cầu muốn mua thì alo đến em ha. Mà cái máy bắn bù lông siêu khủng luôn nè. Đó. Rồi. Đây, ok, đây là cây máy bắn bô lông mà giá rẻ nhất nè. Cây này nè, giá chỉ có 1 triệu 9 thôi. Máy xài pin M18 nha các anh. Máy mẫu đời mới có 3 bóng đèn chiếu sáng. Đầu vuông là 3/8. Lực mạnh là 339 N. Động cơ motor không chổi than. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Máy có mã là Casno 2854-20. Đó, đầu 3/8 nha. Cây máy này giá 1 triệu 9 một cây nha các anh. 4 cấp độ điều chỉnh lực, bấm số 123 và chế độ tự động ha. Đó, cây này. Rồi, cây này giá 1 triệu 9 nha. Nếu mà cây này 2854 mà đầu 1/2 là giá 2 triệu rưỡi nha các anh. Đó, giá 2 triệu rưỡi nha. Đầu 1/2 là 2 triệu rưỡi ha. Đó, đầu 3/8 là 1 triệu 9. Rồi, ok. Rồi đây, em có cây này luôn. Cây này là cây máy mã là 2853-20, chuyển đầu lên bu lông nè các anh. Chuyển lên đầu bu lông 1/2. Lực mạnh là 225 N nha. Cây máy này là ngắn gọn nhất luôn á các anh. Chiều dài có nó cỡ 11 cm hả. Rồi, mã là 2853, động cơ motor không than. Rồi, 4 cấp độ điều chỉnh lực luôn, bấm số 123 bắn bu lông luôn nha. Đó, cây này như vậy. Cây này giá cỡ 2 triệu 6 nha các anh. Đó. Rất là nhỏ gọn. Nhỏ gọn thì chơi cây này là đúng nhỏ gọn luôn á các anh. Đó. Rồi ok. Rồi. Đây tiếp theo là cây này. Đó, tiếp theo là cây này. Dần dần lên ha. Rồi. Cây này thì máy đầu vuông 3/8 nha. Đó, mẫu đời mới có 3 bóng đèn chiếu sáng. Máy có chiều dài là 15 cm và động cơ motor không chổi than. Máy có lực mạnh là 813 N. Có mã là Casno 2960-20. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận COLOS nha. Đó, máy này lực đồ đã làm xe máy đồ ok lắm các anh. Có 4 cấp độ điều chỉnh lực và cây máy này có móc treo luôn nha. Đó, hàng mới 100% và có giá là 2,4 triệu. Giá 2 triệu tư một máy nha các anh. Đó, cây này máy giờ chạy rất ok. Và máy Milwaukee á là có thể xài pin phổ thông Makita được rồi nha các anh. Mình gắn qua cái đế chuyển này nè. Ở cái đế chuyển nằm ngay giữa. Rồi các anh muốn xài như thế này á thì mình mua cái đế chuyển là xài pin Makita là rất là ok. Chạy điện chuyển qua rất là chuẩn luôn. Cái đế chuyển này giá 190.000 nha các anh. Đó, như vậy ha. Đó, ok, ngon lành cành đào. Rồi. Đó. Rồi, đây cây máy này. Rồi, cây máy này là lực mạnh là 881 N. Có 4 cấp độ điều chỉnh lực. Nó là hàng chính hãng Việt Nam nha các anh. Sẽ được bảo hành 1 năm nha. Có mã là M18FMTVK2F12. Cái này đầu vuông 1/2. Có 3 bóng đèn chiếu sáng. Lực mạnh 881 N. Và động cơ motor không chổi than. Rồi. Máy xài pin 18V. Mẫu này thì có mức giá là 3,8 triệu. Giá 3,8 triệu một máy này nha các anh. Máy chạy rất là êm luôn. Đó, rất là phao cho cái máy này. Rồi. Và đây thì cây này là ở trong đây là mã nào đây. Rồi, hàng chính hãng luôn. Cái này hàng chính hãng. Rồi đây. Máy này đầu vuông 1/2, mẫu đời mới 3 bóng đèn chiếu sáng, lực mạnh là 813 N nha các anh. Đầu vuông 1/2 nha. Nó có mã là Casno 2960-20, có chứng nhận COLOS nha. Đó. Cái này thì có 4 cấp độ điều chỉnh lực luôn. Xài pin hệ M18 luôn. Có một cái móc treo luôn.
Đó, máy như này. Máy này thì tầm trung nha các anh. Máy có chiều dài 15 cm. Và cây này thì có giá là 3 triệu. Đó, rất là ok ha. Rồi các anh xem và tham khảo nha. Rồi đây. Rồi cây này thì giá là 3 triệu 7. Giá 3 triệu 7 một cây. Máy là động cơ motor không than. Đó. Rồi hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Có mã là Casno 2962B-20 nha. Đầu dung 1/2. Đầu dung mẫu mới nha các anh. Hãng xài chút bi. Gắn cục tiếp vào nó sẽ chắc chắn, nó không có dễ bị rớt ra nha. Rồi ba bóng đèn chiếu sáng luôn. Máy lực mạnh là 881 N. Mẫu này ha. Rồi 4 cấp độ điều chỉnh lực. Đó, bu lông tầm trung thì rất là nhiều mẫu nha anh. Nó hình như nó 3 đến 4 mẫu luôn á. Đó, các anh xem và tham khảo ha. Rồi, mẫu này giá 3 triệu 7. Đó, 3 triệu 7. Rồi, ok. Rồi, đây, tiếp theo cây bu lông bự. Đây là cây bắn bu lông bự nha. Cây này thì có giá là 11 triệu 8 nha các anh. 11 triệu 800 ngàn cho cây máy bắn bu lông bự nha. Lực mạnh là 2700 N. Thích hợp để bắn ốc bánh xe container vì nó làm cây cốt dài để bắn con ốc nằm phía sâu bên trong á. Đầu vuông là 1 inch, lực mạnh là 2700 N. Mở ốc bánh xe container sẽ tải đồ là rất là khỏe nha các anh. Xài pin dòng cao nhất luôn, M18 2 output nguồn xả cao, gắn vào máy chạy mạnh mẽ nha các anh. 12.0A là dung lượng ha. Máy có chức năng Winkey, có thể kết nối điện thoại với máy để cho mình phá máy và điều chỉnh lực của máy và định vị biết máy ở đâu trên bản đồ nha. Máy có công tắc gạt đảo chiều đó, ra và vô. Và cây này thì nó có mức giá là khoảng 11.800.000 nha các anh. Máy thì động cơ motor không than và có 4 cấp độ điều chỉnh số để mình bắn lực ở đây. Đó, 4 cấp lực ha. Đó, ok nha. Rồi, máy này thì hàng nhập Mỹ, có mã là Casno 2869-20. Có chứng nhận UL là hàng xuất Mỹ nha các anh. Có cây tay cầm mà rất là to lớn cho cái phần bu lông ha. Ok, rồi em có báo giá rồi luôn rồi ha. Rồi, tiếp theo thì cây bu lông 2767. Rồi, 2767 nha. Rồi, đây, qua đây. Đó, rồi, mấy cái phang nè. Rồi, 2767 ra đây em. Rồi, đây là máy bắn bu lông 2767. Máy là động cơ motor không than. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, có mã là Casno 2767-20 nha. Đầu vuông là 1/2, lực mạnh là 1900 N. Máy rất là gịch luôn ha. Rồi, cái máy mẫu này có 4 cấp độ điều chỉnh lực để mình bắn ốc nha các anh. Đó, lực mạnh là 1900 N, máy khá là to và mà lực khá là mạnh nha các anh. Cây này rất là nhiều các anh xài thấy rất là ưng ý, lực rất là ok. Rồi, nó có mức giá là 3 triệu 7 nha các anh. Rồi, các anh xem và tham khảo cây máy 2767-20 nha. Rồi, đây thì có cây máy của hãng LED luôn. Đây là cây máy của hãng LED nha các anh. Xài pin 24V, máy động cơ motor không than. Hàng nhập Mỹ nha, có chứng nhận UL hết nha các anh. Mã là FX1471 nha. Máy có lực mạnh là 1600 N, đầu vuông 1/2, động cơ motor không than. Máy này nó có điểm chống rung nha các anh. Đó, có điểm chống rung chỗ này nè. Nó chỉ rung phần ở trên thôi, khi đập ốc về phần ở dưới chỗ tay cầm nó không có rung. Có 4 cấp độ điều chỉnh lực, số 1, 2, 3 và chế độ tự động nha. Đó, mở ốc nó sẽ tự động dừng ha. Đó, rồi, ok. Cái máy này thì rồi các anh mua combo hay là thang máy đều có hết ha. 1600 N và 1900 N. Đó, rồi, tiếp theo thì cây máy 2864 đầu 3/4. Đây, 2864 đầu 3/4. Đây ha. Rồi.
máy động cơ motor không than nha các anh, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL nha, có mã là Casno 2864-20, đầu dung 3/4. Đó. Và có 4 số để mình điều chỉnh. Máy xài pin M18 nha. Đó. Đây. Đây, đó như thế này. Rồi, ok. Mà có chức năng quen key, có thể kết nối điện thoại với máy để cho mình phá máy và điều chỉnh lực của máy và định vị biết máy ở đâu trên bản đồ luôn nha. Đó. Đây này. Số bấm điều chỉnh luôn, số 1234 luôn nè. Đó, bấm nha. Đó. Rồi, và cây này thì có mức giá là 6.800.000 nha các anh. Giá 6.800.000 một cây nha. Đó, đó là 2864 nha. Rồi, ở đây tiếp theo thì cây này. Đó, lên em cây này luôn. Máy có đầu dung là 1 inch, lực mạnh hơn 2864 nha các anh. À, cây này là động cơ motor không than. Đó, máy mẫu này nhìn rất là ngầu ha. Rồi, mẫu này là có 4 số điều chỉnh ở đây nha các anh. Đó, 4 số, bấm ha. Rồi, máy có chức năng Winkey, kết nối điện thoại với máy luôn. Lực mạnh của máy tối đa là 2440 N. Đó, 2400 N nha. Rồi, và cây này là hàng chính hãng nha các anh. Nó có mã là M18 ONE FHIVKF F1. Đó, máy chạy vòng tua tối đa là 2500 vòng. Đó, đầu dung là 1 inch. Rồi, cây này lực mạnh 2400 N. Cái máy chạy dữ dằn hả các anh. Rồi, và cây này thì có mức giá là 9.800.000 một cây nha các anh. Giá 9.800.000 nha. Các anh xem và tham khảo cây này, có nhu cầu mua thì alo anh em ha. Rồi, ok. Tiếp theo thì cây phan, cây bắn vít đâu. Đó. Rồi. Đây thì cây phan hàng chính hãng FPD3. Máy M18 nha các anh. À, máy hàng chính hãng sẽ có cái bát gắn mũi vít ở đây mà móc treo đồ luôn. Cây này có chức năng chống giặt bảo vệ cổ tay. Đó, giặt ngắt liền ha, auto stop nha. Máy có mã là M18 FPD3 nha các anh. Hàng chính hãng sẽ được bảo hành 1 năm. Và cây này thì có mức giá là 3.300.000 nha. Giá 3.300.000 một máy nha các anh. Hàng mới 100% luôn nha. Đó, rồi, ok. Đây thì đó, mấy mẫu máy đã không. Đó, đây thì cây phan. Cây phan này hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, mã là 3404-20. Máy xài pin 12V. Rồi, đầu kẹp bằng thép autolock 13mm, có 4 nút đèn báo pin và có đèn chiếu sáng và cấp độ số 1, số 2. Máy này là 3 chức năng. Đó. Rồi, có búa phan tường phan bê tông, bắn vít phan gỗ phan sắt, động cơ không than. Cái này giá 1.900.000 nha các anh. Máy mạnh ghê luôn. Đó, chạy rất là gịch luôn á. Rồi, ok. Rồi, đây thì em có máy này. Cái này là hàng Mỹ nha các anh. Có mã là Casno 2904-20 nha. Có chứng nhận UL là hàng xuất Mỹ. Rồi, đầu kẹp bằng thép autolock 13mm. Máy có 4 chức năng. Chức năng chống giặt bảo vệ cổ tay. Đó, chống giặt ha. Auto stop nha. À, có móc treo. Đây là hàng Mỹ nha các anh. Rồi, có búa để phần tường phan bê tông và bắn vít phần gỗ phần sắt luôn. Mẫu này. Đó, chống giặt bảo vệ cổ tay ha. Rồi, giá là 3.300.000 một cây nha. 2904-20, hàng Mỹ giá 3.300.000. Đó. Ở đây thì có máy 2606 giá 900 nè. Rồi máy 2853 thì giá 2.100.000. Rồi 2953 giá 2.500.000. XBH14 giá 2.800.000. Rồi 2804 thì phan thì giá 2.200.000. Rồi 2857 bắn vít là giá 2.300.000. Rồi 2504 phan 3 chức năng mẫu cũ giá 1.500.000. Rồi, phan bê tông giá 5 triệu. Rồi, bắn vít 12V mẫu cũ thì giá 1.500.000. Rồi, đó, 2857 bắn vít là giá
2,3 triệu. Rồi 2806 Wenki, cây phan 5 chức năng, giá 2,7 triệu. Đó, rồi đây là cây bắn vít, cây pin 12V. Mẫu này rất là gọn nhẹ luôn đó anh. Đó, mẫu này giá 1,9 triệu. Đó, rất là ok, máy chạy rất là phao, rất là mượt. Rồi ok, và đây thì mẫu máy mài máy cắt cầm tay, mẫu này giá 2,5 triệu. À, cò bóp phía bên dưới sử dụng đĩa 100 và 125. À, cò đẩy phía bên trên này giá 2,5 triệu luôn, hàng chính hãng, được bảo hành 1 năm. Còn đây thì cây cò đẩy hàng Mỹ mã 2883-20, sử dụng đĩa 100 và 125. Đó, rá bịp xì tóp luôn các anh. Rồi các mẫu này các anh xem và tham khảo ha. Cây này giá 2,8 triệu. Đó, máy của hãng LED. Rồi máy máy cắt luôn. Đó, rồi ok, hôm nay em lên video đến đây cũng đã được 16 phút rồi các anh ơi. Đó, em xin kết thúc video tại đây nha. À, giới thiệu với các anh xem vài mẫu máy bu lông, máy phan đồ. Các anh xem và tham khảo, có nhu cầu mua máy thì alo đến em ha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh ở video sau ạ. À, chúc các anh mình dồi dào sức khỏe ạ. À.